sang trọng mà đầy tự sự. Lối hát mộc mạc nhưng cũng trau chuốt và duy mỹ. Sở hữu nhiều bản hit đình đám trong suốt nhiều thập kỷ ca hát. Cùng với đó là tình yêu bền bỉ với âm nhạc, với những ca khúc trữ tình. Đó có lẽ là những điểm chạm, giao thoa nổi bật của hai nghệ sĩ tại giao lộ thời gian số tiếp theo, ca sĩ Khánh Hà và Lê Hiếu. Ở thập niên 80, nhiều nghệ sĩ trong giới nhận xét tiếng hát Khánh Hà như một trận động đất đến giờ vẫn còn dư chấn. Thời ấy, một loạt ca sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi lối hát phong cách của cô, tạo nên một hiện tượng Khánh Hà. Còn với Lê Hiếu, chàng ca sĩ thế hệ 8X lại được khán giả yêu mến bởi những bản tình ca buồn cùng những ưu phiền đắm sâu, trầm lắng, rất riêng của Lê Hiếu. Giao lộ thời gian số tiếp theo, với sự kết hợp của hai giọng ca Khánh Hà, Lê Hiếu, chắc chắn sẽ mang đến cho khán giả yêu nhạc một màu sắc âm nhạc mới lạ, hấp dẫn.